Tôi tương đối hay. Yes. Egypt. Và cái gì đây? Egypt Min, quân cửa trên rồi. Quân cửa trên thì mới lấp. Mình là người cầm Egypt này, Hè là người cầm Yuan. Bãi quả đầu của Egypt đây. Hy vọng là Egypt giống như Egypt của Hè trận trước, không đi dò 9% thôi. Egypt Min này. Ok. Bãi quả đầu là bãi quả 6 như với lớp. Gỗ đầu đối với Egypt thế này là gỗ gần rồi. Hai cái gỗ gần chấp nhận được. Thêm đồ nào. Có con voi sao nhỉ? À không. Nhỉ. Đây bầy hiêu này, hiêu to. Bầy hiêu thì là hiêu hiêu 6 thì chỗ lớp. À hiêu 7 quả đầu 6. Thời điểm đầu nhìn là được rồi đấy. Bài này ra bãi quả lại mở mắt ngay. Hai cái gỗ 75 kia. Lần này thấy bãi quả nữa là người cảm giác nó dạo rực lên luôn. Vâng thì em bảo con Egypt nó có đánh lối kháng, nó có sợ quân nào đấy anh ấy. Cần một bãi quả như mấy lớp nào. Vẫn đang đi dò, đúng bị hiểu hai ra đi dò. Thôi chết dở thôi, bài lại xấu ạ, đây có thêm bị hiểu nữa. Vẫn cần bãi quả là như lớp mới có thể lên được đời đấy, hiểu này hiểu 5. Vẫn là một cái bãi quả là như lớp, để xem ở đâu. À đây 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 rồi, đây rồi, như vậy bài ổn rồi nhiều lớp. Bãi quả này không phải là quá xa. Lại ra thêm một con voi nữa. Quả 5. Nãy giờ ông lớp toàn quả phụ đầu 6, quả phụ 5 nhỉ. Nó ra hai cái liền thôi, điên hoang. Điên hoang nó xong luôn cùng đời người, một L một thủ một P nữa mà họ đánh chém. 2A luôn. Bài này không lên sớm sẽ khỏe những lớp và sẽ đạt 26 dân. Mà thích thì nhích cùng R luôn cũng được. Bài khỏe lắm, hai quả phụ. Bài quả này 6 cây này. 8, 18, 26 dân rồi nhớ về lớp. Vâng, nhét con dân kia lại thành còn có 25 dân thôi. Và một con dân tự nhiên nó vào nó hơi vô duyên một tí.
Nó vào nó kẹt luôn trong đây. Đây là BB. Bài he cũng 20% kìa. Cũng là 20% mình có he trận này. BM và đây là BL. Rồi con dân kia ra rồi, đánh chém thôi. Lên đời cần phơ đấy này, con Egypt có lợi thế hơn. Lên đời mà con Minoan nó không đột biến với con Egypt thì khó đánh với con Egypt, là đánh cái gì cũng thua. Chém cũng thua mà cung cảm giác nó cũng khó để có thể đẩy sớm được con Egypt có khi nó đẩy chết luôn. 6 dân vàng kìa, 4 dân cho anh ơi, 6 dân vàng nhiều quá. Nâng chặt gỗ. Bắt đầu đẩy con giò đi dành cho với lớp. He là hình như 27 dân à, 27 dân dành cho he. Đánh công cho với lớp rồi. Cung giáp đầy đủ cho giò về lớp, nó muốn ăn sổi luôn he bằng tên chọc giò. Thử như he đánh cung 27 dân mà không tăng chỉ số giò là đánh cung chắc chắn rồi. Lớp nhìn như có mới có 1S ăn gỗ thôi. Có đầu tư ghét thứ hai hay không? Đây nhà he đây. Cung giáp đầy đủ và cẩn thận ăn về he. Đóng Nga đây luôn, hợp lý. Đúng là đánh cung dành cho he. Thẳng cung. Ngày sát đây thì dã cho hai cái A vào mồm mấy cái bánh xe đấy, đúng rồi. Làm cho hai cái A vào mồm là chết ngay, có cái gì đâu. Vẫn đang đời hai dành cho he ép xịt. Vừa lên 3 xong he là 11-10. Bài he nhìn cũng nỗ nhi toác xích lắm. 2A, ông chửi lớp ngày hôm nay đánh như một cái máy ấy nhờ, đánh chuẩn thật. Nhưng mà không, hơi thấu gỗ. Hơi thấu gỗ nhờ về lớp. Con giò công giáp nó vào là cực kỳ thốn. 2A bắn bò nhỏ hợp lý luôn. Và thậm chí là xúc luôn cả cung A, chứ cần gì bò nhỏ cái tầm cung đời Egypt cung A. Mà chưa tụ được đồng nó bắn chết. À, rồi e lại còn cung thủ phù. Cung A thủ phù từ Minoan nữa, tôi có cần như thế không em? Lên bánh xe. Phù Minoan thì ăn thua gì, chắc chắn là đen rồi. Đang bốc phét. Mất con lạc đà. Không mất đơn vừa rồi thì hè chết chặt. Biết có đầu tư ghét mới hay không đây. Nhưng mà hè cũng yếu lắm rồi đấy. Hè cũng khá yếu rồi. Cùng à ba lỗ lên xong mình có hè. Cái gì đấy hè khởi nghĩa. Cùng rồi Egypt đấy. Lạc đà công giáp đấy hè ạ. Bắn con lạc đà anh ơi, bắn con lạc đà đi đấy. Mấy con cung A bẩn cũng lại cung A ba lỗ đấy thì đánh nhau với cung rồi Egypt cửa gì. Hè đang chết khá nhiều dần. Lại con phù. Đi sai cho hè. 21. Coi thì chấp họ phù được con lạc đà không sao. Cái kẻo mình noan lên muộn lên Egypt thì đánh cái gì. Tỷ số là 21 rồi mới lớp, cứ ăn đến trận đấu tiếp theo. Của cái đầu rồi mới lớp về.